Chào mừng hội anh chị em bạn gì đã quay trở lại với chuyến phiêu lưu tại Quano Quốc. Quay lại với câu chuyện ở tập trước, sau khi anh cả rơi xuống đáy, thì anh ba đã có màn comeback cực kỳ hoành tráng tại sảnh chính, tiện thể an ủi chủ tịch rằng băng mình có bác Oda chống lưng. Còn Kinemon làm mình làm mẩy được vài phút cũng xin là xin vĩnh biệt. Trong khi đó, Thánh Hắc Lê Momo đã tuyên bố kịp thời rằng Lù vẫn chưa lên bàn thờ và mọi người cần nhân cơ hội giành giật spotlight trong tập hôm nay. Tập 1037, quân đồng minh phản công. Lời tuyên bố của Tổng tư lệnh vang vọng khắp chiến trường rằng Luffy nhất định sẽ biến Kaido trở thành thằn lằn con đã kịp thời lấy lại chiến khí cho phe Liên Minh. Bố mày có Haki nhân vật chính chống lưng thì sợ bố con thằng nào. Thế nhưng lúc này, bố rồng đã tìm thấy thằng danh con, sẵn sàng cho hai cha con Oden hội tụ trong hạnh phúc. Ngay cả trò mèo của Shinobu cũng không khiến ông run rẩy dù chỉ là một cộng lông. Ngược lại, câu thời gian thông não chi thuật cho dâm lòng trước mắt. Vào thời điểm gia tộc Kozuki đối mặt với sự diệt vong, thì Shinobu đã vô tình báo đời, làm cả hai nhẹ nhàng bay xuống biển chơi với cá. Vậy là mới lên trang nhất được vài giây đã bị nhà đài cấm sóng. Lúc này, bộ đôi nhát gấy đang ung dung chạy trong lâu đài thì phát hiện một sự thật chấn động lòng trai. Vậy thời tiết của Nami bất ngờ mở miệng nói chuyện, còn mẹ lớn vẫn còn dành thời gian vờn với hai chàng trai trẻ, một thằng thích cắn Lù và một thằng thích Lù cắn, lo chọn thời cơ thích hợp để đề nghị một liên minh tạm thời cùng Kid, nhằm tiễn bà già thích đẻ này phiêu diêu miền cực lạc. Tình hình đấu trường căng thẳng vẫn không liên hệ gì đến lễ hội tưởng nhớ người chết ở Kinh Đô Hoa. Tất cả đều nói cười cười, mà không hay biết rằng một tai họa diệt quốc đã sắp xảy đến. Xen lẫn trong sự náo nhiệt đó là bóng dáng của Kitetsu và cô bé Otoko. Nhóm CBZero vẫn chọn cách ngồi xem full HD toàn bộ trận chiến, chủ yếu là canh chừng đến lúc một bên què, một bên chuột thì nhảy ra ăn hôi. Tại tầng 2, sự sống dậy của gậy thời tiết thực chất bắt nguồn từ đám mây Zeus. Sau khi cô ăn đấm ăn xôi vào giai đoạn cuối của cuộc đời, nó đã bị Big Mom bóp chặt khiến linh hồn đang xuất khỏi cơ thể. Và vào giây phút Nami đưa gậy thời tiết lại gần, đồng thời cơ thể Zeus cũng bị Heza nuốt chửng, nên có vẻ linh hồn của nó đã đăng nhập lại vào server khác, thoải mái điều khiển hình dạng của món vũ khí mới này. Đúng lúc đó, họ đến được sảnh chính và chứng kiến Bao Hoàng đang loan tin về Momo. Nhưng má nội yêu tin lại tới gây rối, không ngờ là nhỏ vẫn còn giữ được tánh mạng sau khi con bá solo với mẹ già ở tập trước. Tuy nhiên, dựa vào đòn va chạm đầu tiên, Zeus đã cảm nhận được yêu ti cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đã bấy nhầy, nên Nami Teamwork cùng Usopp chuẩn bị đá bà chị này ra chuồng gà. Team thích bơi lặn suốt cả trận đấu cuối cùng đã rút thành công cú đá penalty, túm được mũ rơm đúng lúc cậu ta sắp lâm vào trạng thái bất tỉnh. Và trận chiến các bạn đang mong chờ nhất sắp đến rồi đây. Màn báo đời của Yamato với bố rồng nhằm bỏ nhà theo trai xin được phép bắt đầu, nhưng mà là ở tập sau nhé. Nếu tò mò về các trận chiến căng thẳng sắp tới, thì đừng quên cho chúng mình một like và đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.